Travis Feedley Hope. Rồi sau một thời gian xa cách lâu quá, chúng ta mình gặp nhau một tâm sự xíu nha ông Hoài. Được. Được không? Bấy tay ngay lâu quá rồi ạ. Bữa giờ nói chung anh em hỏi ông Hoài bữa giờ đi đâu mà ông thấy nha. Rồi vào việc này. Bữa giờ khỏe luôn nhá. Khỏe. Hoài nó to lên nha, to lên. Thấy không? Ông làm anh Hoài khỏe. Rồi bữa giờ ông Hoài làm anh được không? Được. Được không? đang nói đang lên rồi. Đang lên. Okay, bữa giờ ông Hoài tôi nghe nói ông Hoài lên các sơn tu luyện trở nên rồi. Không. Ông Hoài lên cái sơn tu luyện trên cái sơn à, chiến quả rồi đúng không? Bây giờ lại xuống đây là giúp đỡ các chú đúng không? Chứ được. Bữa giờ đi lâu lắm. Đỡ. Bữa giờ còn để ý mà còn không thấy ông Hoài đi qua lại luôn mà. Này hữu duyên mình gặp nhau là mình nói tâm sự rồi mình vô vấn đề chính luôn nha. Hồi nãy ông Hoài cũng nghiên cứu soi cầu rồi đó. Được không? Được. Rồi mình vào việc luôn đi chứ không có lăng vòng nữa nha. Rồi chiều nay đầy Gia Lai. Dạ Gia Lai. Chiều nay ông Hoài giúp đỡ các cháu một lần đi, một con không đi. Ông Hoài giúp cho các cháu một con thôi. 72. 72 hồi nãy là ông Hoài gây được 3 số mà chọn ra cũng 72 đúng không? 72. À giờ này này soi cầu được 3 con. Và bây giờ chọn 72, ông Hoài sao ông Hoài chọn 72 vậy? Ông Hoài là bây giờ đừng nói mơ nha, cái này mơ. Hay là nhận nghe không? Tất cả là hồi nào nhận nghe nào? Hôm. Mới tối hôm qua luôn. Mấy giờ đúng không? Lúc mấy giờ? Hôm 12 giờ. 12 đêm luôn. Rồi, bây giờ con quyết định rồi á. Hồi sáng là nói chung là sáng là con cũng thích 72, mà giờ vô tình ra đây ông Hoài cho 72 nữa là con chiều nữa cũng đổi luôn á. Một là cũng đổi cái tư quy đây, hay là cũng đổi cái xe máy. Tây quay thì đỡ chiều mở giờ số rồi cho khách tới giờ số. Xe máy thì đỡ đi lại giờ đói nào vậy? Hay sao? Bây giờ là tùy chứ đừng đợi chi chi mà không đợi cái điện thoại chi. Rồi bây giờ mình chốt lại đi là chiều nay là đài Gia Lai. Ông Hoài chốt con số giúp đỡ các cháu là con có gì? Tỏ lên. Giúp đỡ cho các cháu con số 72. 72 là chắc đạt kết quả trên trước cho phép mình rồi. Cho. Mình trước cho. Chắc chắn luôn nha. 12 giờ đi. Rồi. Chứ con nghĩ ngoài là nay là đỏ chứ hồi trước là đen quá. Lâu rồi nhưng mà lâu rồi bỏ qua đi. Đúng không? Đúng. Điều này con tự tin luôn á. Con gom được bao nhiêu cũng đợi hết luôn nha. Rồi. Ok. Ok. Rồi cháu gái. 12. Cháu gái theo nhau được rồi thì mày. Rồi. Rồi cháu gái, rồi cháu gái đây theo ông B2. Chiều nay đón B2 ông vậy. Bỏ bước tôi. Ok, cái tên này. Ok.